Rồi, Tràng Bom Xã Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 16 tháng 10, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có linh sam sông Hinh, Phú Yên, Hải Châu, sơn liễu đọt đỏ, hồng vân an trái và trà phục kiến. Rồi mà số 1 là một cây trà phục kiến nha anh em. Cây đây là đang đâm lọc non. Trà phục kiến thì dường như là nó cho hoa về quá anh em nha. Cây đang cho hoa khá là nhiều nha. Cái này một cốt dáng trật nè. Tây cành rồi là đầy đủ hết nha anh em. Rồi, em đo cái vành à, eo ngay đây nha, 17 cm này. Vành eo thân này 17 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 57, ngang tàng là 35 nha. Đó, dòng trà phục kiến thì à, mình chơi bonsai cái dòng lá nó nhỏ rí luôn nha anh em. Tây cành là ok hết nha. Cái trà phục kiến mã số 1 giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha. 250k em bao ship nhé. Rồi qua mã số 2 là một cây Hải Châu. Dòng Hải Châu biển đảo sông Cầu này anh em, dòng lá này. Rất là sáng bóng nha. Lá dòng lá nhỏ rí luôn nha anh em. Cây này tàn thiên nhiên nha, cây một cốt tàn thiên nhiên. Thì cành cắt giật nên là già hết nha anh em. Cây này nó đã cho hoa vẽ rồi nha. Nay cuối mùa là nó hết bông trái rồi nha anh em. Rồi em đo cái vành thân của nó là 6 cm nha. Vành thân ở đây là 6 cm nè. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 45 nha. Ngang tàng là 40. Tây cành rồi là già hết nha anh em. Cây cắt giật nên là tây cành già mịn hết nha. Rồi giao lưu cho anh em là 230k bao ship nha. 230 em bao ship cây Hải Châu mã số 2 nha. 230k em bao ship. Rồi qua mã số 3, cây Hải Châu mã số 3, dòng Hải Châu sông Cầu, dòng Hải Châu La Rí này nha anh em. Dòng lá trái rất sai và cây này là đã thành phẩm nha. Cây thành phẩm tây cành, già mịn hết nha anh em. Tây cành là anh em khỏi phải suy nghĩ nha. Cây nuôi rất là lâu anh em nha. Cây rất là già, cây sạch kiểm nha. Thành phẩm hết nha anh em. Cái bộ đứa cây này là khá to nha, đứa rửa nè, rất là dưỡng dàng nha. Em đặt cái quanh thân trên đây nha. Quanh thân là 11 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 27, ngang tàng là 32 nha. Cái rất ok nha anh em. Tây cành già mịn hết nha. Rồi cây Hải Châu mã số số 3 giao lưu cho anh em là 370k bao ship nha. 370 em bao ship nha anh em. Cái già này, cái này giờ thay vô trong một cái chậu đẹp nữa là rất là ok nha. 370 em bao ship. Rồi qua mã số số 4 là một cây Hải Châu. Cây này rất là duyên dáng nha anh em. Thân đường thân nó lách lượng, cây rất là nghệ thuật. Dòng lá này đó, cực kỳ đẹp nha. Đường thân nó lách này. Đường thân nó lách lượng rất là đẹp nha anh em. Nó có cái mấy cái chân rửa xuống nè. Bộ đứa rất là dưỡng dàng nha. Tây cành già mịn hết nha. Cây này mặt nào nó cũng đẹp hết nha anh em. Cây rất là ok nha. Rồi, đào cái vành nè. Cái vành gốc đây là 40 nha. Vành gốc 40 nè. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 30 nha. Ngang tàng là 35 nha anh em. Ngang tàng là 35. Rồi em giao lưu cho anh em là 600 bao ship nha. Cái này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha. Cái rất là ngờ thật nha anh em. 600k em bao ship. Rồi qua mã số 5 là một cây hồng vân ăn trái nha. Dòng hồng vân thì trái ăn rất là ngon nha anh em. Đặc biệt là mình chơi bonsai nè. Dòng lá của nó tròn nhỏ rất đẹp nha. Cây giang bay này, đường thân co lét nha anh em. Cái này da nó có cái thép rừng ở đây rất là chắc nha. Anh em giờ làm cái lũa đấy chơi rất là đẹp nè. Cây giăng bay nha anh em. Rồi em đo cái quanh thân đây là 22 nha. Quanh thân là 22, chiều cao là 42, ngang tàng là 35. Cây giăng bay nha, tây cành đã sống khỏe qua đi dày định hình hết rồi nha anh em. Cây hồng vân ăn trái mà số 5
Giao lưu cho anh em là 300 bao ship nhé. 300k em bao ship cây bộ đớt tải nữa nha anh em. 300k em bao ship. Rồi qua mã số 6. Mã số 6 là một cây Hải Châu. Dòng mà Hải Châu biển đảo sông Cầu nha anh em. Anh em nhìn cái dòng lá nó này, dòng lá tròn nha, cây lá tròn rí nhé. Đó, một cây lá tròn nhỏ rí rí luôn nha anh em, rất là đẹp. Dòng lá này trái là phải nói là phải bằng ngón tay nha anh em. Đấy, cực kỳ to nha. Cái này là nó đã cho trái xong rồi nha. Cây nuôi rất là già, tây cành là sạch kém và không còn mà cắt nữa nha anh em. Vài dàn xương cho anh em xem nè. Tây cành là nuôi rất là già nha anh em, không còn mà cắt nữa. Cây mọc cốt hai thân, cột bê nha, đường thân co lét bộ đớ nè. Đó, bộ đớ trải rất là đẹp nha, bộ đớ rất là to nha anh em. Đó, dòng lá là cực kỳ đẹp nha. Dòng này là anh em khỏi khỏi bàn về trái nha, trái tròn và trái rất to. Rồi em đo cái vành gốc của nó là nem mơ nha, vành gốc nem mơ, vành thân lớn đây là 11 cm nha, vành thân nhỏ là 7 cm nha anh em. Chiều cao tính từ mặt trậu này lên tới cái đỉnh đọt của nó là 45. Ngang tàng là 70 nha anh em. Cây đã thành phẩm nha. Cây khá là to nha anh em. Cái này anh em nào em giao lưu cho anh em giờ chơi giá mềm thôi nha. 1 triệu rưỡi em bao ship nha anh em. 1 triệu 500k em bao ship bao chậu luôn. Anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha. 1 triệu rưỡi bao ship bao chậu. Rồi qua mã số 7. Mã số 7 là một cây, cũng là một cây Hải Châu sông Cầu nha anh em. Cây dòng lá cực kỳ đẹp nha. Cây này cốt rất to nha, cây cốt luôn lật nè. Cây đã thành phẩm sạch kiểm hết rồi nha anh em. Cốt luôn lật nè, cái bộ đớ rất là to nha anh em. Đó, bộ đớ của nó nè. Tây cành là già mịn sạch kiểm hết nha. Cây cốt lung lật nha anh em. Rồi, em đo cái vành nem 13, vành gốc đấy nha anh em, nem 13 này. Vành thân trên đây là 18 cm nha, vành thân là 18 cm, vành gốc là nem 13. Chiều cao tính từ mặt trậu lên đỉnh đọt là 30. Ngang tàng là 40 nha. Chiều cao là 30, ngang tàng là 40. Cây này rất là già nha anh em. Cây này anh em nào lái là em cũng ship kẻ chậu luôn nha. 1 triệu 200k bao ship nhé, 1 triệu 2 em bao ship bao chậu luôn nha. Những cây này là bây giờ em giao lưu với cái giá rất là mềm để cho anh em vừa chơi nha. 1 triệu 2 em bao ship bao chậu luôn. Mấy cây này là bữa trước là 1 triệu 7 triệu 8 lần nha anh em, bữa nay là em chỉ giao lưu cho anh em 1 triệu 2 thôi. Rồi qua mã số 8. Số 8 là một cây sơn liễu nhé, sơn liễu đọt đỏ nha anh em. Cây đường thân co lét này, tây cành già mịn hết này. Em đo cái quanh thân đây là được 8 cm rưỡi nhé, quanh thân 8 cm rưỡi, chiều cao là 30, ngang tàng cũng là 30 nha. Đó, cây sơn liễu đọt đỏ mã số 8, giao lưu cho anh em là 150 em bao ship nhé, 150k bao ship nhé. Rồi qua mã số 9 là một cây Hải Châu đọt đỏ sông Cầu nha anh em. Đó, cây đây là cây đọt đỏ nhé, cây đã thành phẩm này, đường thân lét nha. Cây mini nha anh em, cây này giờ anh em sang vô trong một cái chậu đẹp là rất là ok nha. Đó, tây cành là già mịn hết rồi nha, cây đã trái cho trái hết rồi nha anh em. Cây khai thác, dòng này mấy cây này là cây khai thác nè, rất là già cho trái hết rồi nha anh em. Vành thân của nó thì bằng ngón tay út nha, chiều cao là 25, ngang tàng cũng là 25 nha. Cây thành phẩm sạch kiểm hết nha anh em. Giao lưu cho anh em là 220 em bao ship nè, 220k bao ship cây mini, cây Hải Châu mini mã số 9 nhé. Rồi qua cây Hải Châu mini mã số 10. Cây này vành thân của nó cũng bên ngón tay út nhé, tay cành là già mịn hết nè. Cây này nó có cái tử ở dưới nè, rất là hay nha anh em. Tay cành mịn hết nè. Rồi cây này là chiều cao của nó cũng là 25, ngang tàng cũng là 25 nha. Cao 25, ngang tàng 25. Rồi 180 em bao ship nhé, 180k em bao ship cây Hải Châu mini mã số 10. Rồi qua mã số 11 là gồm 2 cây nha. Mã số 11 là gồm 2 cây. Dòng lá đẹp không nha anh em. Nè, cây này lá cũng đẹp hết nha.
Đây nha anh em, cây dòng lá toàn là dòng lá đẹp thôi nha. Mấy cái này là vừa vô dây được hết nha anh em, vừa vô dây được hết nè. Mã số 11 là gồm hai cây nha. Cây số 1 là em đo cái vành thân đây là được vành 8 cm nha anh em, vành 8 cm chiều cao tầm 60 nha. Cây số 2 cũng là vành 8 cm chiều cao tầm 60 nha. Mấy cái này là vừa vô dây được hết nha anh em. Cây số 2 là cây mọc cốt hai thân nha. Rồi giao lưu cho anh em là 270k bao ship cả hai cây nha, 270 em bao ship cả hai cây luôn. Bên em là bán cái giá rất là mềm để cho anh em, giờ những anh em nào tập chơi thì rất là ok nha. Mình mua giờ mình vô dây mình làm mình chơi nha, 270 em bao ship cả hai cây luôn. Rồi qua mã số 12 là một cây linh sam song hình nha anh em, linh sam song hình Phú Yên nha. Cây này là cây rin nha, cây dáng hiền nè, cây dáng hiền, đường thân rất là đẹp nha, cây tê canh già mịn. Đó, cây được làm rất là rõ ràng rồi nha anh em. Dòng này là siêu bông luôn nha, dường như là cho hộ anh em luôn nha má anh em. Cây dáng hiền rất là đẹp nha, bộ đớ là anh em hồi phải suy nghĩ nè, rất là dựng dàng. Em đo cái vành thân này là 10 cm nha, vành thân là 10 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 25, ngang tàng là 50. Giao lưu cho anh em là 300 em bao ship nhé, 300k bao ship cái linh sam song hình mã số 12 nha, 300k bao ship bao chậu luôn nha anh em nào lái là em ship cả chậu luôn. Rồi video của em đến đây là kết thúc, anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.